Ui, có các cạn kìa nha ơi. Chào cả nhà nha. Đây, mấy chú đang bắt các cạn kìa. Ờ, nguyên cái dũng như đó, cá gì lắm luôn kìa. Đó, 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 đó. Em không dám xuống rồi, đúng chưa lắm. Thấy không, đen gì mà lúng vậy đó. Đó, 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 trời ơi, nó cộ kìa. Không có gì để đi xuống. Có cái ghe, có cái vỏ rồi mà, vỏ đựng để máy bơm mày. Mà có cũng xuống không được nữa, đâu có nước đâu đẩy. Nhà ông Năm được xà non đã quá trời trái luôn. Em thích bắt cá cạn lắm nhưng mà con cá chỗ này sâu quá em dám xuống, em sơ xuống rồi em lên không nổi. Có bờ hõm còn nước á, kéo cá rồi kia em còn xuống. Có cả nhà qua bên kênh Tây Đô của em á, sẽ thấy em bắt cá, kéo cá, cá linh nhiều lắm luôn. Cá trắng nè, nhiều lắm. Cả nhà qua bên kênh Tây Đô của em nha, thấy nhiều lắm, nhiều cá lắm. Kéo là mấy trăm cái ký cá linh luôn á. Đã quá trời bắt luôn rồi. Cái vụ có nước nhiều bởi vì cá nhiều. Dòm xuống đó đó. Cái này là bắt cá cạn, là bắt mấy cá lóc cá chơi rồi coi nha. Hầm này cũng ít cá lóc cá chơi lắm, cá trắng là nhiều, cá trắng cá mè đó, mà cá mè nó nhỏ mà. Mình đi vô coi mấy cá trong này. Oh, wow, con cá lóc kìa. Quá trời con cá lóc là như em bé vậy. Trời bái. Nè, đây con cá chơi nè. Quá trời luôn. Nên được mang cá chơi cá lóc cái chơi nhỏ này. Hết hồn hang, hết hồn con cá chơi con cá lóc rồi. Trời hầm có nhiêu đây, muốn nữa muốn lăn hầm xuống nhà tôi bắt nên. Cá lóc này cá lóc đồng luôn. Tôi bắt là hầm tôi tại vì nó một đầu bơm, một đầu có đường nước cả. Tôi trả đầu này, tôi bơm đầu kia tôi bắt đây. Đừng ở đây. Đừng ở đây. Ôi cá chơi đây nhiều quá nè. Trời ơi, bên đây. Hết biết con cá chơi đi. Bộ hôm nay cá chơi nhiều. Cá chơi trắng này ngon lắm luôn cả nhà, nó dai. Mình có tiêu ha, nó chua hơi nướng cũng ngon, nó dai dữ lắm. Ngon. Khiên lên nè. Rồi giờ Minh Dương kìa. Đây xì lì, xin không. Nguyên văn
Ủa có chơi nè, nhóc chơi cái chơi chú hai. Chơi cái nóc chỗ thì đủ thứ. Xe qua bán nhiều tí thôi, xe trắng nè. Cái gì vậy? Cá bóng hả? Cá bóng thì gần như cá lóc vậy đó. Không tưởng. Đây còn cái cá lóc kiến. Còn ký với mấy người. Ký nhỏ nhỏ mà. Cái này chắc bán cá mồi quá. Để không đó, để 3 năm. Còn ký ký 2. Bữa nay cá chỉ cắt cá cạn thì nó ít hơn ngày hôm qua, ngày hôm kia. Mấy bữa trước thì cá nhiều lắm. Trời, bữa nay cá cạn à. Thầy con nhiều. Mới em được mớ cá chơi nha, cá chơi trắng. Cá chơi trắng không à. Ngon cái sợ không? Hết rồi. Bà lép bây giờ ai à? Bà lép đi hết nổi luôn, ngồi luôn kìa. Nó ngồi ngoái luôn kìa. Lúc đi hết nổi rồi. Rồi lên nghỉ xíu đi rồi xuống chích cái đó mọi ơi. Muốn hết luôn rồi. Sao không khoái trời? Giãn hay sợ luôn á. Mới vừa ra giặt ngăn ra ngoài liền. Này không có đồng gấu chứ đâu. Cái kia thằng bự vậy. Kỳ kỹ nghe, các chơi cá chốt luôn á. Ừ. Bữa mà kéo mà kéo lưới á, kéo á, còn nước á, dữ lắm nhiều luôn, nhìn nó mới đã. Lửa cái thiểu kìa, cái chốt kìa. Sao còn đây nữa, sao mày không vớt luôn đi nó. Ở đây thùng kìa, tao vớt. Rồi, đổ vô cái nữa đi. Mẹ tao đổ vô cái thùng B, thì sắp luôn đi, không chịu. Mà lên. Nè nè, qua, con cá chết rồi, qua. Cá đó, cá chơi phi mà. Rồi, con cá chơi bự. Bắt cá chơi bự luôn hả? Bắt nướng luôn nè anh em ơi. Bắt nướng rồi. Đó. Cá lóc nè. Cá lóc à. Mình bắt cái nào, lắc luôn đi. Bắt bé thụng luôn đi chú Tài. Con nào hả Tài? Tài đi. Cái chơi ra ngoài mấy chú cháu mấy anh đập em đầu nướng luôn, đập đầu nướng mình chấm ớt đi mô lên Dương ngay đập đầu không? Dương ừ, chấm ớt đi có cái chơi trắng hả có cái chơi trắng hả bên Dương cái thùng bắt không được. Sao mấy cái gì vậy trời? Cá nhiều quá trời luôn. Khó bắt. Trời ơi, trời cái gì vậy? Gì trời? Cái này đi đến người trời ơi, nhìn như. Chúng tôi vô cái lỗ nè. Chui. Đúng. Hai con này, con nó đi. Thấy ra. Đó. Ừ con thấy nó đang lội đó. Mày hả? Ừ. Con được rồi. Đủ ăn rồi. Đó, được rồi đó bên Dương này. Được rồi đó. Ăn con thôi, ăn con thôi. Con bự này để lại. Rồi được rồi. Rồi. Đó. Tôi phải nhức cá lóc bên này nè ông quên. Cá lóc nè. Món này cái này để cho chú tập rồi. Ừ. Cái lóc bự quá trời luôn, nhìn thấy mắt ham á. Sọ nướng à. Miếng chui á. Vừa vừa không cắm sâu quá nó cái đậu nó không chín sao. Phét vậy. Thôi nha. Cá chì trắng này dài dữ lắm. Nó hả họng nó ăn dữ lắm mà bữa nay nó cắm cái cây vô mà nó không ha họng. Cắm xuống gì nè. Cái nhóm lửa đốt. Ở dưới quê là gì đó các bạn, cả nhà ơi. Bắt cá này, cá cạn bắt dưới hầm. Xong là bắt con nướng ăn luôn à. Đây, có bà Lép. Hello bà Lép. Chào bạn. Hello. Ông nướng cá, ông nướng bằng cái vỏ xe. Ê. Cua nữa hay vậy? Nướng cua luôn hả? Có cái dĩ ngoài. Ở đây là Minh Dương, anh của mình. Bà Lép, hai anh em ruột. Con của dì Chính. Còn đây chú hàng xóm.
ăn vừa ba lép rồi đó, nó chua hết bà ăn nói. Qua wow, chén muối muối chanh nha các bạn. Mình lấy cái cây là mình nướng là bằng cây chanh luôn nha. Cây chanh hợp lắm. Uống bia không? Tôi hỗ trợ cho ba lon bia. Bia luôn. Hả? Rồi, mình Dương với ba lép với chú đó uống không? Trong nhà có đem ra mẹ đi. Chắc nó khét luôn á mình Dương. Thấy không? Gom góp, người gom góp lá, người góp củi. Bốc lửa rồi đó. Nóng á. Đậm chắc miền Tây luôn đó. Bắt cá xong là mình mấy phút nhẹp là xình không là, ngồi nhậu luôn đó. Đi về cái xỉnh về không nổi cái leo anh ngủ luôn. Quá nóng hết trơn á. Ơi, hai ông mày nướng nha, tôi vô lấy bia cho nha. YouTube tài trợ này nha các bạn. Để mình trong mình ăn cá mình uống này giải khát cho mình đỡ mắc nghẹn. Lon nước ngọt của tôi đó. Lon nước ngọt này của bả luôn. Mệt. Có chừng khét không quê. Chín rồi cả nhà ơi. Đó, để ra chuối. Con trâu nó ủ thang chút đi. Rồi ơi, vậy là lấy rồi, đói không chết luôn. Tới tay rồi hai ha. Tới luôn rồi đó. Đập đập cái bụi này ra mới được. Trời ơi nè. Đầu nó còn hơi nín rồi nè. Mà cái chơi cái đầu đâu có gì đâu anh. Cái chơi nhẹ lửa lắm. Ơi, nướng cua phai mì luôn hả? Ờ chú Giang có mấy con cua mà ông làm lia chia chứ. Đây. Đây nè, mình vườn bẻ ra thử coi chín chưa, chín rồi nè. Chín rồi. Thịt cá chơi vàng trắng tươi luôn. Trời. Muối ớt chanh nha các bạn. Ngon lắm. Xong chưa? Xong rồi đó. Thôi bây giờ nè. Thèm dữ lắm. Bây giờ mày cả nhà dùng nha. Đau bụng quá rồi. Mày cả nhà nha. Chú Giang cho ăn luôn đi chú Giang. Rồi ông nướng hàng cua ông nữa kìa. Để đi. Mày cả nhà nha. Đồng quê là gì đó, đó các bạn. Đồng quê không có gì ăn cá thì cơm mà. Ngon Bánh Dương. Rồi, ngon. Bánh Dương cái này là không biết lời thủy nằm đâu nữa. Cái này chiều 2 giờ, chiều nó mới bắt một lần nữa hả? Để nắng lên cá nó nóng nó trồi đầu lên. Khô bia đi. Cá này chỉ cá. Chú Giang, chú ăn, chú Giang. Thôi đi. Ngon, ngọt. Vô nè. Vô nè. Vô nha bạn bạn nha. Bạn bạn luôn. Vô nước ngọt luôn chứ. Trời. Bê kìa ông nội. Đã không? Ngon. Trong miếng cả trời. Ít hơn miếng nhỏ thôi. Thấy mình Dương ăn chịu nổi. Thấy thèm tao mới sợ luôn đó. Bẻ rồi. Trời trời sẵn tay bẻ giùm ơi. Miếng thôi. Cá này ngon nè, cá này ngọt nè. Đây, cá chơi nướng. Cá chơi nướng mọi nha. Chấm muối ớt. Em mời cả nhà. Dài, bóp vô mà nó dồi dồi nhỏ nhỏ y gan mà còn. Cá này chơi trắng luôn hả? Chơi trắng. Ừ, cá không nước luôn á. Cá
cá này coi. Có rồi. Nướng luôn, nướng luôn. Ngon. Trời ơi, nướng nữa hả? Ai uống bia, muốn nước ngọt. Đúng không? Vô. Minta. Vô, vô. 1, 2, 3, vô. Mẹ ở nhà luôn nha. Ừ. Con nữa đi vô nữa 100 đi. Ủa 50 đi. B nè, con lon nè. Vàng đâu uống đâu. Nóng quá chú tài. Trời ơi, cá này còn dài quá ta. Nó dài phải ghê luôn á trời nè, tôi cắn không nó dài ra nhồi nhồi. Cá chơi mà chứ không phải có lắm không. Ừ. Dài chứ không còn sống chín hết rồi mọi người. Cá dai, cá chơi mà. Ngon. Đã. Béo không? Ớt cay. Sao anh Dương? Ai nói gì nói, mình là cứ ăn hoài đi nha. Cô dạo lòn nướng mang cua mà. Nghĩ ăn hả Lép? Xin cây dao đi đâu hả? À? Hai chanh thêm à. Hái chanh mua mà chặt luôn chanh như đem dao đó vừa lên. Mình ăn da cá chê không được nha các bạn. Mình lọc ra đi. Da cá chê ăn bị ung thư á. Hay không? Ung thư gì? Đấy. Bị khét ăn bị ung thư chứ không phải là cái da cá chê ăn bị ung thư. Đưa dao qua lép. Cặp này ra. Trà. Cắt nguyên cục đó luôn. Ừ. Đi. Cho đến nãy. Cho miếng chanh nó đi. Với cái xì ra. Để ra nóng. Mình chừng cái tay á. À, hỏi các bạn ở bếp củ này củ gì không? Ngon lắm trời, mày. Nướng đi. Nướng rồi đà, đang nướng đà. Nướng bự bự hết. Cứ muốn. Ăn cá không hút gồ gồ. Cua mới nãy ăn mới đã. Cua đứng ăn như vậy khó. Vô đi. Bia kìa. Vào ăn thôi, không uống bia. Vô, vô. No luôn rồi trời. Vô. 1, 2, 3, vô. Uống miêu nữa, uống nước ngọt không mọi. Mời bạn nha. Cái miếng cá còn nãy giờ còn nè. Dài ăn nóng mà mới ngon. Còn nóng không? Dài. Mình chở dài. Hơi bò. Ra hơi bò, nó hiểu. Nó như cao su, dài cái nhồi lên, dài cái nhồi lên. Thì mấy chú với mấy anh chơi bắt cá lên xong rồi bắt nướng ăn gì đó cả nhà. Nghỉ ngơi, rồi chiều chiều bắt thêm chập nữa. Để nắng lên rồi cá nó nóng quá, chịu không nổi nó nổi đầu lên. Bắt thêm chập nữa. Cũng là vậy này, nướng chắc tới ngày mai. Thì nướng có mấy con cá gì đó rồi ngồi ăn rồi uống ngượng lon bia ấy. Chơi. Tốt đốt tàn cái chèo đi về ngoài tắm. Rồi, clip anh Phúc đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo. Bye bye, chào nhà. Chào.